Tất cả chư Phật đều đi đến được tất cả thế giới để giáo hóa các chúng sinh. Tất cả chư Phật đều có trí huệ chứng được Pháp giới thâm sâu. Tất cả chư Phật đều dùng được thân không hai hiện đủ thứ thân, đầy khắp thế giới. Tất cả chư Phật thảy đều dùng âm thanh thanh tịnh khởi bốn biện tài. Nói Pháp không dứt, phàm là có người tin thọ, công chẳng luống mất tất cả chư phật thảy đều có thể ở trong một lỗ lông hiện ra chư phật đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới không có đạn tuyệt tất cả chư phật thảy đều có thể ở trong một hạt bụi thị hiện các cõi đồng với số hạt bụi của tất cả thế giới đầy đủ các thứ trang nghiêm tốt đẹp luôn ở trong đó chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh mà hạt bụi chẳng lớn thế giới chẳng nhỏ thường dùng chứng trí an trụ pháp giới Tất cả chư Phật thải đều thấu đạt pháp giới thanh tịnh, dùng trí quang minh, phá tan si ám của thế gian, khiến cho Phật Pháp đều được khai sáng tùy theo như lai, trụ ở trong mười lực, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có mười thứ đại công đức, lìa lỗi thanh tịnh. Những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật đủ đại oai đức, lìa lỗi thanh tịnh tất cả chư Phật đều từ trong nhà Như Lai ba đời sinh ra, chủng tộc điều thiện, địa lỗi thanh tịnh, tất cả chư Phật hết thủa vị Lai tâm vô sở trụ, địa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật với pháp ba đời đều không chấp trước địa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật biết đủ thứ tánh đều là một tánh không từ đâu đến lìa lỗi thanh tịnh, tất cả chư Phật thuở trước thuở sau phước đức vô tận, đồng với pháp giới lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật thân tướng vô biên khắp mười phương cõi nước, tùy thời điều phục tất cả chúng sinh lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật đắc được bốn vô úy lìa các sự sợ hãi, ở trong chúng hội đại sư tử hống thấu rõ phân biệt được tất cả các pháp lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật ở trong bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp vào bát niết bàn, chúng sinh nghe danh đắc được vô lượng phước, như Phật hiện tại công đức không khác lìa lỗi thanh tịnh. Tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới, nếu có chúng sinh nhất tâm tránh niệm, thì đều được thấy lìa lỗi thanh tịnh. Đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 thứ rốt giáo thanh tịnh. Những gì là 10 đó là tất cả chư Phật thuở xưa đã phát đại nguyện rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh rốt giáo thanh tịnh.